Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được 30 tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Kể từ thứ Bảy tuần trước, ở Quảng Tây và Quảng Đông đã có mưa lớn, nhiều nơi đã có báo cáo về thiên tai. Chiều ngày thứ Hai, một vụ lở đất đã xảy ra tại một mỏ đá ở Quế Lâm, Quảng Tây, gây ra lở đất khiến hơn 20 công nhân mắc kẹt. Quảng Đông đưa tin 2 người mất tích và hơn 80.000 người bị ảnh hưởng. Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày thứ Hai, một vụ lở đất bất ngờ xảy ra tại mỏ đá Hoang Ken Cao thuộc Ủy ban thôn Lu Ojiang, xã Xian Hui, huyện Tuyền Châu, thành phố Quế Lâm, Quảng Tây khiến 4 ngôi nhà bị đè bẹp và hơn 20 người bị chôn vùi. Tính đến thời điểm hiện tại đã cứu được 1 người, 2 người chết và 19 người mất tích. Do mưa xối xả liên tục vào cuối tuần qua, lượng mưa ở Quảng Tây đã vượt quá 100m, không chỉ khiến giao thông bị gián đoạn mà còn khiến mực nước sông Lệ Giang dâng cao, có thời điểm chỉ còn cách mực nước cảnh báo 0,54m. Các tòa nhà dân cư tại một khu dân cư ở thành phố Quế Lâm bị ngập lụt, với mực nước sâu hơn 1m và khách du lịch bị mắc kẹt trong các khách sạn ở ngoại ô. Vào thứ Hai, mưa lớn đã tạnh, nhưng cơ quan khí tượng cảnh báo rằng có thể có mưa lớn ở Quế Lâm sẽ tiếp diễn trong vài ngày tới. Tại Quảng Đông, mưa xối xả xảy ra ở Thiều Quan và phía Bắc Thanh Viễn vào Chủ nhật, khiến 2 người mất tích và hơn 80.000 người bị ảnh hưởng. Mưa lớn đã được cảnh báo tại 4 quận và thành phố ở, hơn 30.000 hecta hoa màu bị hư hại, gần 80 ngôi nhà bị sập, sạt lở đất xảy ra trên đường, giao thông và liên lạc bị gián đoạn. Tại Thiều Quan, hơn 90.000 hecta hoa màu bị hư hại, gần 300 ngôi nhà bị sập, nhiều cây cầu và kè bị hư hại. Những ngày gần đây, mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở miền Trung và miền Nam Đài Loan. Tại Chu Hải ở Quảng Đông cũng xảy ra mưa lớn. Đây là trận mưa bão lớn nhất ở Chu Hải trong lịch sử 10 năm qua, đã gây ra hơn 10 vụ sạt lở núi, 4.000 người buộc phải di rời do sạt lở đất. Đất sạt lở đá lan từ trên núi xuống đè trúng một số phương tiện trong khu dân cư, tường nhà của một số người dân cũng bị đá rơi xuyên thủng, nhưng qua ảnh có thể thấy rõ tường của nhà dân này rất mỏng. Mưa lớn cũng khiến các nhà để xe ngầm ở một số khu vực dân cư bị ngập, các phương tiện không được chuyển đi kịp thời nên bị ngập trong nước. Kể từ đầu tháng này, nhiều khu vực của Quảng Đông đã hứng chịu mưa lớn, khiến ít nhất 53 người chết hoặc mất tích. Dự kiến trong 5 ngày tới, Trung Quốc đại lục sẽ lại hứng chịu mưa lớn trên diện rộng từ Tây sang Đông. Trong số đó, mưa lớn sẽ bắt đầu vào ngày mai ở khu vực miền Trung và miền Nam. Thưa quý vị, cơn bão số 5 năm nay đã rời Hồng Kông, đến khoảng 10 giờ 30 phút hôm nay đã đổ bộ vào bờ biển của Jian Bai, Quảng Đông, Trung Quốc. 6 thành phố bao gồm Chu Hải và Dương Giang đã kích hoạt cảnh báo cấp 2 để sơ tán trước một số người. Cơn bão số 5 không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hồng Kông, và các bộ phận liên quan chỉ nhận được báo cáo về các vụ đổ cây và lũ lụt riêng lẻ. Tuy nhiên, từ những hình ảnh mà các phương tiện truyền thông chính thức của DCSTQ có thể thấy, bão số 5 đã kéo theo gió mạnh và mưa lớn đến khu vực Jian Bai, tỉnh Quảng Đông. Nhiều nơi ở tỉnh Quảng Đông đã ra thông báo yêu cầu các trường học tạm dừng các lớp học, các chuyến tàu địa phương ngừng hoạt động, máy bay bị tạm hoãn và việc vận chuyển bị đình chỉ. Các danh lam thắng cảnh, tụ điểm văn hóa ở nhiều nơi tạm thời đóng cửa. Bão số 5 đã đổ bộ vào Philippines vào thứ Ba và hơn 12.000 gia đình đã phải sơ tán, khiến ít nhất 3 người chết và 4 người bị thương. Cơn bão thứ 4 trong năm nay cũng đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông và đảo Hải Nam vào ngày đầu tháng. Tàu công binh Trung Quốc bị chìm ở vùng biển phía tây nam Hồng Kông, 30 người rơi xuống biển. Tính đến sáng nay vẫn còn 26 người mất tích. Dịch vụ bay của chính phủ Hồng Kông cho biết cơ hội sống sót của phi hành đoàn mất tích là rất mong manh. Cơn bão thứ 5 trong năm nay hình thành trên biển Đông vào sáng thứ Năm, được nâng cấp thành bão vừa vào ngày thứ Hai và đổ bộ vào bờ biển Quảng Đông, trở thành cơn bão thứ 4 đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong năm nay. Dịch vụ bay của chính phủ Hồng Kông đã nhận được báo cáo vào sáng thứ Hai rằng một tàu kỹ thuật đã gặp tai nạn cách Hồng Kông khoảng 300 km về phía tây nam do sự cố xảy ra gần tâm bão. Gió xoáy mạnh, tốc độ gió lên tới 140 km/h khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Tính đến sáng ngày thứ 4, vẫn còn 26 người mất tích. Chính quyền Hồng Kông hôm Chủ nhật cho biết cuộc tìm kiếm đã được mở rộng, nhưng cơ hội tìm thấy những người sống sót là rất mong manh. Cơn bão ập đến ngay khi Tập Cận Bình đến Hồng Kông để kỷ niệm ngày Trung Quốc tiếp quản Hồng Kông. Siêu bão quét qua Hồng Kông vào thứ Sáu và thứ Bảy, mang theo mưa xối xả và gió lớn khiến giao thông công cộng bị hạn chế và buộc nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Tiếp nối cơn bão số 5 ngày hôm qua, áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía đông của Philippines cũng đã mạnh lên thành cơn bão số 6 của năm nay. Trong tương lai, nó sẽ tiến về phía bắc đến vùng biển Ryukyu, sẽ ít ảnh hưởng đến Đài Loan. Chuyên gia khí tượng WU Zhejiang đã chỉ ra rằng khoảng cách giữa hai cơn bão quá xa để có thể gây ra hiệu ứng Fujiwara. Đài Loan nằm giữa hai cơn bão, mặc dù khả năng bị tấn công trực tiếp là thấp, nhưng hơi nước tăng lên, bầu không khí rất không ổn định. Trong tuần tới cần chú ý đến sự xuất hiện đối lưu mạnh, đặc biệt là ở phía nam Đài Loan và khu vực phía bắc trung tâm vào buổi chiều, có khả năng có mưa lớn. Thưa quý vị, gần đây,
ngoại trừ khu vực phía tây tỉnh Hải Nam của Trung Quốc tiếp tục hứng chịu những trận mưa lớn, ngập úng, hơn 300 ngôi làng bị nước nhấn chìm, 1,3 triệu người bị ảnh hưởng. Trường học tại các thị trấn ở Hải Khẩu đã đóng cửa nhiều ngày và xảy ra tình trạng khủng hoảng do thiếu lương thực. Đồng thời, một cơn bão mạnh có thể tiến thẳng vào đảo Hải Nam trong vài ngày tới, khiến tình hình địa phương càng thêm khó khăn. Theo các báo cáo, một đợt mưa lớn mới ở Hải Nam đã nhấn chìm 300 ngôi làng và hơn 700 hồ chứa tiềm ẩn nguy hiểm. Hồ chứa An Linh ở thị trấn Long Quang, thành phố Hải Khẩu đã gặp nguy hiểm vào chiều ngày hôm qua. Ông Hoang từ Long Quang thị trấn nói với các phóng viên rằng địa phương hiện đã hết lương thực. Ông Hoang cho biết, ở đây nhiều thiên tai lắm, hồ chứa của chúng tôi gần như bị sập, nông dân không có gì để ăn và đang chết đói. Ở đây chúng tôi bị ngập rất sâu, chúng tôi không thể thoát ra được. Gạo và các đồ dùng khác đã bị ngập hoàn toàn và bị nước cuốn trôi trên đường đi của nó. Dân làng và các quan chức chính quyền ở thị trấn Long Tuyền tiết lộ rằng tình hình thiên tai ở địa phương rất nghiêm trọng và các trường học đã phải đóng cửa trong nhiều ngày. Ông Lý cũng cho biết, gà vịt cũng bị lũ cuốn trôi, rau và gạo cũng bị chìm trong nước hết sạch, cơ bản là không có thức ăn để mua, đường xá thì không thể đi lại được. Vào 2 ngày trước, tất cả các trường học đều đóng cửa. Một quan chức chính phủ cho biết, mực nước trên sông Nan Du đã dâng đến tầng 1 và trường học không thể tổ chức các lớp học. Chúng tôi đã cho nghỉ hè từ mấy ngày trước và bây giờ chúng tôi không thể ra ngoài. Thiệt hại rất nghiêm trọng, nhiều thứ không thể di chuyển ra ngoài. 50-60 căn phòng bị sập hoàn toàn, những nơi bị ngập nước điện và thông tin liên lạc bị cắt và không có nước uống. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, siêu bão số 6 sẽ đi vào khu vực phía đông Biển Đông từ rạng sáng ngày hôm nay đến rạng sáng ngày mai. Trong vài ngày tới, các khu vực ở Hải Nam sẽ có mưa dông lớn, Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến mưa lớn sẽ gây ngập úng và lũ lụt trên núi, sạt lở đất và các thảm họa khác. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lớn nhiều ngày ở tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc đã dẫn đến một trận lở đất ở đó ngày hôm nay. Mưa lớn nhiều ngày ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc và sạt lở cục bộ đã xảy ra, nhiều tài xế trốn trong hầm đường cao tốc. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, tỉnh Sơn Tây đã trải qua mưa lớn trong nhiều ngày. Vào lúc 11 giờ đêm, một vụ lở đất khác đã xảy ra ở huyện Puxian. Một lượng lớn đất và đá rơi xuống từ một ngọn đồi ở U Công Chao, khói và bụi bốc lên từ hiện trường. Những chiếc ô tô trên đường ngay lập tức bị chôn vùi hoặc bị đẩy xuống dòng sông gần đó. Vụ lở đất U Công Chao ở huyện Puxian, tỉnh Sơn Tây đã gây tắc nghẽn giao thông trên đoạn hoang linh của đường cao tốc địa phương. Nhiều tài xế đã trốn trong đường hầm tới 12 giờ. Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ liệu có tài xế nào bị thương hay thiệt mạng hay không và thông tin vẫn chưa được công bố. Văn phòng trụ sở khẩn cấp thảm họa địa chất lớn của tỉnh Sơn Tây đã đưa ra thông báo cho biết do lượng mưa lớn kể từ mấy ngày trước đó, thành phố Jinhong, thành phố Luoyang và thành phố Linfen đã xảy ra nhiều vụ lở đất và các thảm họa địa chất khác gây ra thương vong. Kế hoạch cứu hộ khẩn cấp thảm họa địa chất tỉnh Sơn Tây đã được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của các quan chức. Người ta đã quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp thảm họa địa chất cấp 3. Một người đàn ông 54 tuổi lái xe đến suối nước nóng Yeji ở độ cao hơn 800 mét. Trên đường trở về thì bất ngờ gặp phải một vụ sạt lở đường và bị mắc kẹt trong vách đá. Cảnh sát đã làm nhiệm vụ để giải cứu anh ta. Sở cứu hỏa thành phố Cao Hùng hôm nay cho biết, Giang Nan đã một mình đến núi Siawon vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm qua để ngâm mình ở sông Bao Lai giữa đường rừng keng. Trên đường trở về, bức tường dốc bị sập và đường bị tắc lúc 2 giờ 54 phút. Cảnh sát từ đồn cảnh sát đã lao qua đống đổ nát và giải cứu vào khoảng 4 giờ 10 phút chiều ngày hôm sau. Gao Minh Hu, phó đội trưởng đội 6 của sở cứu hỏa, cho biết Giang Nan đã lái xe gần 100 km lên núi từ cộng đồng Hải Phong ở Binh Tung, nói rằng anh muốn giúp người thân và bạn bè của mình đến thăm suối nước nóng Yeji. Do sạt lở đất và ngủ qua đêm trên ô tô, anh và mọi người được giải cứu sau hơn 12 giờ. Gần đây, Trung Quốc hứng chịu mưa lớn, Chiết Giang cũng hứng chịu mưa lớn thậm chí gây lũ lụt, sạt lở đất, ít nhất 136 người thiệt mạng và hơn 84.000 người buộc phải di rời để sơ tán. Tờ China Today đưa tin các quan chức Trung Quốc cho biết hôm nay rằng, ít nhất 136 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn do mưa lớn ở Chiết Giang. Trước đó, 8 ngôi nhà bị sạt lở và bị vùi lấp, 10 người cũng bị mắc kẹt ở ven biển do sạt lở. Hơn 84.000 người đã phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng ở Chiết Giang, Giang Tô và An Huy. Các quan chức cho biết có tới 54 ngôi làng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt, trong khi 821 ngôi làng bị ảnh hưởng một phần. Các đội cứu hộ từ lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia và các cơ quan khác đã phát động các hoạt động vào ngày hôm qua để giúp sơ tán người dân đến nơi an toàn hơn, đồng thời điều động máy bay trực thăng đến giúp đỡ những người bị mắc kẹt. Quân đội và Hải quân Trung Quốc cũng tham gia vào các hoạt động cứu hộ ngày hôm nay. Thủ tướng Lý Khắc Cường bày tỏ chia buồn với các nạn nhân, cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai và sẽ hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tin cực nóng, hôm nay bất ngờ Mỹ nổi điên dội bom Trung Quốc lẫn Campuchia vì tội bắt tay với nhau đàn áp các nước Đông Nam Á. Thưa quý vị, chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn nhìn tiêu đề của chương trình, giật mình đặt câu hỏi thắc mắc rằng Mỹ đánh Trung Quốc là chuyện đương nhiên rồi, nhưng tại sao trong bài viết này Mỹ lại đánh cả quân đội Campuchia? Thì xin thưa với quý vị rằng không tự nhiên mà Campuchia lại bị Hoa Kỳ dội bom, tất cả đều có nguyên nhân của nó. Có nhiều chuyên gia quân sự trên thế giới cho rằng Campuchia bị chính phủ của Hoa Kỳ quyết định dội bom vào các căn cứ quân sự ngay tại chính nước này là quá chính xác vì tội cấu kết với phía Trung Quốc chống lại thế giới. Thưa quý vị, tình hình hiện tại ở Campuchia hết sức phức tạp và đáng báo động khi quân đội của Trung Quốc đã tràn sang đất Campuchia để lập các căn cứ quân sự nhằm thể hiện sức mạnh và răn đe với các nước trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời thách thức thế giới, trong đó có Mỹ. Theo tờ báo nổi tiếng của Mỹ có tên là New York Times, hôm qua cho biết một nguồn tin cực kỳ đáng quan tâm, đó chính là chính quyền của ông Tập Cận Bình đã bơm một lượng tiền cực lớn cho chính phủ Campuchia. Đổi lại, chính quyền của Campuchia đã cấp cho phía Trung Quốc một số khu đất có vị trí địa chính trị thuận lợi để phía Bắc Kinh xây dựng lập căn cứ quân sự nhằm tiến tới lấn chiếm, xâm lấn tới lãnh thổ của các nước trong khu vực để nhằm mục đích kiểm soát Đông Nam Á. Thôn tính Đông Nam Á tiến lên làm bá chủ của thế giới, chiếm lĩnh vị trí số 1 của Mỹ theo đúng ý đồ của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình nhận thấy tình hình nguy hiểm nói trên, chính quyền của Tổng thống Trump đã rất nhanh chóng điều binh lính quân sự, máy bay và tàu chiến áp sát căn cứ hải quân thuộc thành phố Darassakor của Campuchia, nơi được cho là Trung Quốc đang cho xây dựng và đặt căn cứ quân sự cũng như hải quân ở đó để kiểm soát các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Lào. Và theo nhận định của các chuyên gia quân sự trên thế giới cho biết, rất nhiều khả năng vài ngày tới chính quyền của Tổng thống Trump sẽ phát lệnh cho quân đội hải quân của Hoa Kỳ dội bom lên các căn cứ quân sự của Trung Quốc đặt tại đất nước Campuchia. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, hãng tin của nước Anh, một trong những hãng tin nổi tiếng của thế giới đưa tin, chính quyền Campuchia đã bị mờ mắt vì đồng tiền khi phía Trung Quốc vung ra một lượng tiền cực lớn để mua chuộc các căn cứ quân sự của Campuchia và chính phủ Campuchia đã đồng ý đặt bút ký thỏa thuận cho chính quyền của ông Tập Cận Bình dùng căn cứ quân sự tại quân cảng Diem thuộc thành phố Darassakor của Campuchia trong vòng 100 năm, nơi được cho là có một vị trí cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực quân sự. Và theo các chuyên gia cho rằng, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã lập mưu đồ thành công khi thôn tính được căn cứ quân sự này để thách thức thế giới, trong đó có Mỹ. Và bây giờ, nhiệm vụ của Hoa Kỳ là dội bom phá nát căn cứ quân sự nói trên của Bắc Kinh nếu không muốn những hiểm họa nguy hiểm trong thời gian sắp tới sẽ xảy ra với cả các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới. Thưa quý vị, theo một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cho biết rằng đã có một thỏa thuận mật được ký kết cho phép phía Trung Quốc sử dụng căn cứ quân sự của Campuchia trong vòng 100 năm. Vị tướng nhấn mạnh rằng đó là một điều cực kỳ nguy hiểm cho Campuchia lẫn các nước trong khu vực, đồng thời thách thức cả thế giới. Vì thế, Mỹ có nhiệm vụ phải dập tắt mọi toan tính và mưu đồ của Trung Quốc khi thôn tính các căn cứ quân sự ở Campuchia trong thời gian sắp tới. Theo tờ báo New York Times của Mỹ, trích dẫn lời một mật vụ tình báo của Hoa Kỳ cho biết đã có một thỏa thuận hợp tác quân sự được âm thầm ký kết giữa chính quyền của ông Tập Cận Bình với chính quyền Campuchia vào những tuần vừa rồi. Được biết, trước đó, các căn cứ quân sự có một vị trí đắc địa ở Campuchia đã bị phía Bắc Kinh nhòm ngó và thâu tóm. Chính quyền của ông Tập Cận Bình đã bơm rất nhiều tiền vào cho chính phủ Campuchia để đổi lấy những căn cứ quân sự này và phía Campuchia đã đồng ý đặt bút ký cho phía Trung Quốc sử dụng trong vòng 100 năm. Thưa quý vị, được biết, trước đó, Campuchia và Trung Quốc đã bị lộ một bản dự thảo đã được các quan chức của Mỹ nhìn thấy. Bản dự thảo đó cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ quân sự của Campuchia 100 năm và tự động gia hạn 10 năm sau đó. Trung Quốc có thể đưa người tới đây cất giữ vũ khí và động tàu thuyền cũng như là máy bay. Theo tờ báo của Mỹ, các hoạt động quân sự xuất phát từ căn cứ hải quân và sân bay này sẽ gia tăng mạnh năng lực của Trung Quốc trên Biển Đông, đe dọa các đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á và mở rộng ảnh hưởng đối với eo biển chiến lược Malacca. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc và Campuchia đều phủ nhận thông tin Trung Quốc có căn cứ quân sự đồn trú tại quốc gia Đông Nam Á này. Người phát ngôn chính phủ Campuchia khẳng định những kế hoạch đó không tồn tại và thông tin cho quân đội Trung Quốc đồn trú chỉ là tin lừa đảo. Nhưng theo các nhà quan sát cho biết, giới chức Campuchia, Trung Quốc phát biểu như trên là để đánh lừa dư luận. Còn trên thực tế, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã cho xây dựng các căn cứ quân sự như sân bay, bến cảng ở các địa điểm mà Campuchia cho Trung Quốc thuê 100 năm.
các căn cứ quân sự này đã được xây dựng gần như đã hoàn thành và có một số nơi đi vào hoạt động, còn một số điểm khác đã xây dựng tới 90%. Giới chức của Mỹ và các nước đồng minh cho rằng hành động này là cực kỳ nguy hiểm và bày tỏ sự lo ngại cũng như kịch liệt phản đối phía Trung Quốc lập cơ sở căn cứ quân sự trên đất nước Campuchia. Đó là một điều đáng lo ngại cho Biển Đông cũng như các nước trong khu vực. Và theo hãng CNN, trích dẫn lời của một vị quan chức cho Nhà Trắng của Mỹ cho biết việc Trung Quốc có thể mở một tiền đồn quân sự thứ hai ở nước ngoài khiến cho Lầu Năm Góc thêm lo ngại về tham vọng thiết lập mạng lưới căn cứ quân sự toàn cầu của phía Bắc Kinh. Vị quan chức cho Nhà Trắng còn cho biết thêm trong thời gian tới, chính phủ của Hoa Kỳ sẽ điều thêm quân lính cũng như là máy bay do thám, máy bay ném bom cùng tàu sân bay và lính thủy đánh bộ tiến sát vào đảo Jim của Campuchia. Theo dõi các căn cứ quân sự của Trung Quốc đặt trên đất nước Campuchia, nếu có động tĩnh sai trái, chúng tôi sẽ cho ném bom phá hủy. Nhà Trắng còn cho biết, vào năm 2017, Trung Quốc đã triển khai tiền đồn quân sự đầu tiên ở nước ngoài, đó chính là ở châu Phi. Căn cứ được mô tả nhằm hỗ trợ sứ mệnh an ninh Ấn Độ Dương và châu Phi kể từ năm 2014, Trung Quốc còn ngang ngược tăng tốc xây dựng 7 hòn đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông. Bất chấp sự phản đối của khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới, còn đưa vũ khí và quân sự hóa trên các đảo nhân tạo nói trên. Ba trong số đó đã có đường băng quân sự và sân bay bến cảng. Cựu cố vấn ngoại trưởng Mỹ ông Eden cảnh báo các căn cứ quân sự của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á có thể liên quan kết thành một hình tam giác và có khả năng bao phủ toàn bộ phần đất liền của Đông Nam Á. Trung Quốc sắp tới sẽ khống chế toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trở thành nước đáng sợ hãi ở châu Á. Thưa quý vị, theo một nguồn tin đáng tin cậy xác nhận rằng căn cứ quân sự mà chính quyền của ông Tập Cận Bình đang cho xây dựng trên đất nước Campuchia có tên là Quân Cảng Diêm. Căn cứ rộng 75 hectare được bao bọc bởi những cánh rừng và có hai cơ sở xây bằng quỹ hỗ trợ của Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo các hình ảnh vệ tinh mở, cơ quan tình báo Mỹ cho biết Quân Cảng Diêm ở Campuchia đã được dọn dẹp để chuẩn bị thi công. Họ còn chuẩn bị xây một cây cầu mới để dẫn lối vào quân cảng. Theo tình báo Hoa Kỳ cho biết, bản thỏa thuận giữa Trung Quốc và Campuchia cho biết Trung Quốc sẽ đầu tư xây thêm hai cầu cảng mới, chia đều quyền sử dụng cho lực lượng của hai nước. Nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ cho nạo vét đáy biển ở khu vực để tiếp nhận được tàu lớn của hải quân nước này. Theo tờ báo Campuchia cho biết, giới chức Mỹ cũng như các cộng sự đang nỗ lực vận động Campuchia không cho quân đội của Trung Quốc sử dụng sân bay mới đang xây dựng tại quân cảng. Giới chức của Mỹ đang tìm cách thuyết phục Phnom Penh đảo ngược thỏa thuận với cả phía Bắc Kinh. Tuy nhiên, đề nghị của phía Hoa Kỳ đã bị Thủ tướng Hun Sen của Campuchia từ chối. Lý do được cho là phía Campuchia đã nhận một khoản tiền viện trợ cực lớn từ phía Trung Quốc và bây giờ không có khả năng trả lại tiền cho phía Bắc Kinh. Vì thế, chính quyền của ông Tập đã lấy luôn các căn cứ quân sự nói trên để xây dựng các tiền đồn cho hải quân, quân đội của Trung Quốc cư ngụ. Và theo các nhà phân tích cho biết, Trung Quốc đã đặt được một chân lên đất nước Campuchia và sắp tới họ sẽ còn lấn tiếp sang các căn cứ quân sự khác. Vì thế, Mỹ cũng như thế giới phải ra tay ngăn chặn kịp thời, nếu không sẽ bị Bắc Kinh lan tỏa ra khắp đất nước Campuchia. Sắp tới, Trung Quốc còn thôn tính thêm nữa, vì thế các nước Đông Nam Á phải hết sức cẩn thận. Cựu cố vấn ngoại trưởng Mỹ cho biết sắp tới Hoa Kỳ và các nước đồng minh cùng các nước trong khu vực phải bắt tay chặt chẽ với nhau để đẩy lùi những cái âm mưu thâm độc của phía Trung Quốc, bởi vì chính quyền của ông Tập Cận Bình luôn nuôi cái tham vọng độc chiếm Biển Đông cũng như là nuôi ghế âm mưu làm bá chủ toàn thế giới. Vì thế, họ sẽ bơm rất nhiều tiền vào các căn cứ quân sự có vị trí đắc địa tại các nước nhỏ bé để họ mua chuộc. Sau đó họ sẽ xây dựng các căn cứ tiền đồn quân sự ở đây để nhằm thị uy sức mạnh cũng như thách thức thế giới. Trong đó có Mỹ và các nước đồng minh. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông, tình hình Hồng Kông, tình hình của Đài Loan cũng như tình hình Mỹ-Trung đã hết sức căng thẳng và nguy hiểm trong thời gian vừa qua. Thì thời gian gần đây, tình hình của Campuchia lại càng thêm nghiêm trọng khi phía Trung Quốc đã bơm rất nhiều tiền để mua chuộc chính quyền Campuchia, cho thuê hoặc bán các căn cứ quân sự cho Bắc Kinh. Điều đó là cực kỳ nguy hiểm cho các nước trong khu vực và các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ. Vì thế, Mỹ phải ra tay ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc trên các căn cứ quân sự. Trong các bản tin tiếp theo, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin mới nhất về các căn cứ quân sự trên đất nước Campuchia mà phía Bắc Kinh động tay động chân. Rạng sáng hôm nay, bất ngờ tàu sân bay Roswell, siêu hạng của Mỹ đâm chìm một tàu do thám của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông để bảo vệ Việt Nam.
Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho biết, vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày hôm nay ở ngoài Biển Đông đã xảy ra một cuộc đụng độ lần nữa giữa Hải quân Mỹ và nhóm tàu hung dữ của phía Trung Quốc. Theo ghi nhận mới nhất của Hải quân Hoa Kỳ cho biết, cuộc đối đầu căng thẳng trên đã khiến ít nhất một tàu do thám của phía Bắc Kinh bị đâm chìm xuống đáy biển. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phía hải quân của Trung Quốc đã bí mật theo dõi hòng mai phục đánh úp tàu sân bay Roosevelt siêu hạng của Hoa Kỳ khi nó vừa mới di chuyển đến gần hòn đảo Phú Lâm ở ngoài Biển Đông sau khi kết thúc chuyến thăm hữu nghị 5 ngày đến cảng biển Tiên Sa ở Đà Nẵng, Việt Nam. Theo các nhà quan sát cho biết, cách đây khoảng 7 ngày sau khi nghe tin Việt Nam đã quyết định đồng ý cấp phép cho tàu sân bay Roosevelt được hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ mang theo rất nhiều máy bay và vũ khí hiện đại bậc nhất trên thế giới. Chính quyền ông Tập Cận Bình đã ủ cái âm mưu được cho là rất nguy hiểm khi phát lệnh cho hải quân của nước này điều gấp 2 tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh mang theo tên lửa dẫn đường và 50 tàu chiến các loại mang theo vũ khí hạng nặng, 10.000 lính thủy và 30 máy bay trinh sát, máy bay ném bom cùng 6 tàu do thám phục kích sẵn ở ngoài Biển Đông. Chờ khi con tàu sân bay của Mỹ nói trên di chuyển qua thì sẽ bí mật bao vây đánh úp nhằm đánh gục con tàu sân bay của Mỹ, thách thức Hoa Kỳ cũng như là trả thù chính quyền Tổng thống Joe Biden. Và đó chính là nguyên nhân vì sao mà xảy ra cuộc đụng độ căng thẳng vào rạng sáng ngày hôm nay ngoài khơi đảo Phú Lâm, nơi mà Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố vùng biển này thuộc chủ quyền của Bắc Kinh. Thưa quý vị, được biết quần đảo Phú Lâm là một hòn đảo không thể tách rời của hệ thống đảo Hoàng Sa của Việt Nam tại vùng biển này, nhưng phía Trung Quốc đã nhòm ngó xâm chiếm suốt từ những năm 1974 tới bây giờ. Theo một nguồn tin tình báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, phía Trung Quốc ngay sau khi biết lịch trình chuyến thăm của tàu sân bay siêu hạng của Hải quân Hoa Kỳ vào bờ biển của Việt Nam, chính quyền của Bắc Kinh đã điều một đội tàu do thám liên tục ngoài Biển Đông 24/24 giờ phục kích theo dõi bám sát đường đi của con tàu sân bay Mỹ. Và sau khi kết thúc lịch trình 5 ngày thăm cảng biển Đà Nẵng của Việt Nam, tàu sân bay của Mỹ được cho là đang di chuyển ra Biển Đông để thực hiện tuần tra hàng hải quanh vùng biển này, và tiếp theo nó sẽ đến một cảng biển tại Indonesia. Tuy nhiên, chưa kịp cập bến của Jakarta thì đã bị đội hình tàu biển hung dữ của phía Trung Quốc bao vây, hăm dọa, hòng đánh sập. Và theo một trang tin theo dõi tình hình Biển Đông của Mỹ cho biết, sau khi biết bị phía Trung Quốc phục kích, các thủy thủ như là sĩ quan, binh lính chỉ huy trên tàu của Mỹ đã quyết định cho con tàu này tăng tốc di chuyển với một tốc độ cao, và sau khi tăng tốc đi với tốc độ cực cao đó, nó đã đâm vô vào một con tàu do thám của phía Trung Quốc vì tội cản đường. Cú đâm sấm sét đó đã làm cho con tàu của phía Trung Quốc bị bẹp rúm và nước đã tràn vào khoang thuyền khiến cho nó chìm xuống đáy biển. Thưa quý vị, sau khi con tàu do thám của phía Trung Quốc bị đâm chìm, hải quân của phía Bắc Kinh đã tỏ ra run sợ cũng như là sợ hãi trước uy lực và sức mạnh của con tàu sân bay Roosevelt của Mỹ. Hải quân của phía Trung Quốc đã ngay lập tức lệnh cho toàn bộ tàu thuyền của mình rút về đồn trú tại đảo Hải Nam của phía Trung Quốc để lên kế hoạch trả thù sau. Theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post cho biết, ngay sau khi biết con tàu do thám của Hải quân Trung Quốc bị con tàu sân bay của Mỹ đánh sập ở ngoài Biển Đông, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đại diện là ông Cảnh Sảng, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình đã lên tiếng chỉ trích hành động trên của Mỹ và nói rằng hành vi trên của phía Hoa Kỳ là không thể nào chấp nhận được. Ông Cảnh Sảng có mạnh miệng tuyên bố rằng Washington nên ngừng ngay những hành động gây hấn và xâm phạm đến vùng lãnh hải lãnh thổ của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông đi, nếu không Hoa Kỳ sẽ phải trả một cái giá cực đắt trong thời gian sắp tới. Được biết, Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đại diện là ông Ngụy Phượng Hòa cũng đã lên tiếng chỉ trích thậm tệ quân đội Hoa Kỳ khi đã điều hải quân của nước này đâm chìm một con tàu do thám của Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông. Ông Hòa cho rằng hòn đảo Phú Lâm thuộc lãnh thổ của Trung Quốc bởi vì nó nằm trong phạm vi con đường lưỡi bò mà phía Trung Quốc đặt tại ngoài Biển Đông có tàu sân bay của Mỹ di chuyển qua. Đây chính là xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng của Trung Quốc yêu cầu phía Mỹ phải ngừng ngay những hành động gây hấn và gây hại trên biển đi, nếu không Bắc Kinh sẽ lên kế hoạch đáp trả Mỹ một cách quyết liệt. Theo tờ báo Jakarta của Indonesia đưa tin, tại vùng biển quanh hòn đảo Phú Lâm, trên thường xuyên xảy ra những cuộc đụng độ căng thẳng vì phía Trung Quốc luôn cho rằng đây là vùng biển của Bắc Kinh. Do vậy mà tàu thuyền của nước ngoài đi qua đây đều bị hải quân của phía Trung Quốc bắt giữ hoặc hăm dọa đánh sập con tàu. Tờ báo Indonesia cho biết, cách đây khoảng 2 tuần, một tàu của Jakarta cũng đã bị phía Trung Quốc phát lệnh cho dừng lại để khám xét sau khi đi qua vùng biển quanh quần đảo Phú Lâm này. Lúc đó, hải quân của phía Trung Quốc tỏ ra rất hung dữ khi liên tục hăm dọa phun vòi rồng hoặc bắn đạn thật nếu như tàu của nước nào không tuân lệnh hoặc là chống đối.
Theo các nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, Trung Quốc luôn tỏ ra lớn tiếng khi hăm dọa bắt nạt các nước trong khu vực Đông Nam Á, nhưng Bắc Kinh đã quá sai lầm khi đụng độ với Mỹ, một nước không chỉ có nền kinh tế số 1 trên thế giới mà quân đội, không quân, hải quân cũng đang xếp thứ tự là đứng top đầu. Bởi vậy mà tàu của phía Trung Quốc liên tục bị đâm chìm hoặc là bị hải quân của Hoa Kỳ phóng tên lửa đốt cháy mỗi khi đụng độ ở ngoài Biển Đông. Vụ việc vào rạng sáng ngày hôm nay là một minh chứng cho điều đó. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn muốn thể hiện sức mạnh để dương oai với cờ các nước trong khu vực, đồng thời thách thức thế giới. Bắc Kinh cho rằng ngay cả đến tàu sân bay của Mỹ, Trung Quốc còn dám ngăn chặn và đánh úp, thì các tàu nhỏ của các nước trong khu vực Đông Nam Á, Bắc Kinh không bao giờ bỏ qua. Các nhà quan sát cho biết chính vì những điều ngông cuồng sai trái trên mà sáng nay, hải quân của Trung Quốc đã bị trả một cái giá được cho là cực đắt bằng việc là một tàu do thám đã bị đánh chìm ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, theo tiết lộ từ Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, trong thời gian tới, Washington sẽ còn liên tục điều tàu chiến, điều tàu khu trục, điều tàu tuần duyên mang theo nhiều tên lửa dẫn đường tiến vào Biển Đông. Mục đích thứ nhất là để tự do hàng hải, bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, trước sự ngông cuồng bành trướng của phía Trung Quốc. Mục đích thứ hai là hải quân Hoa Kỳ muốn gửi một thông điệp cứng rắn tới chính quyền của ông Tập Cận Bình rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những hoạt động bành trướng trên Biển Đông đi. Chính quyền của ông Tập Cận Bình cũng rút ngay cái luận điệu tuyên bố đường lưỡi bò phi pháp và cũng cho ngừng việc bồi đắp trái phép những hòn đảo nhân tạo cũng như không quân sự hóa, không dùng vũ lực đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Nếu không, Mỹ sẽ trừng trị mạnh tay với Trung Quốc, dập tắt mọi cái tham vọng độc chiếm Biển Đông của phía Bắc Kinh. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, truyền thông của quốc tế cũng như là truyền thông của Mỹ, đặc biệt là của Trung Quốc, đã đưa rất nhiều tin về tàu sân bay Roosevelt của Hải quân Hoa Kỳ tới thăm cảng biển ở Việt Nam, và chắc chắn không ít quý vị cũng như các bạn ở đây vẫn đặt câu hỏi thắc mắc rằng con tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ có gì mà nổi tiếng cũng như là uy lực đến như vậy. Thì xin thưa với quý vị rằng tàu sân bay siêu hạng của Mỹ mang tên USS Roosevelt là một con tàu sân bay được bảo vệ tốt nhất trên thế giới. Tính tới thời điểm hiện tại, sân bay này luôn được hộ tống bởi không dưới 60 tàu khu trục và tuần dương hạm, đưa nó trở thành hàng không mẫu hạng được bảo vệ tốt nhất trên thế giới. Tàu sân bay nói trên đã thăm Đà Nẵng trong 5 ngày. Từ vẻ ngoài của nó, hàng không mẫu hạm được mệnh danh là cái tên cây gậy lớn, là một trong những chiến hạm được bảo vệ tốt nhất trong lịch sử của Mỹ. Tàu sân bay Roosevelt của Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân đang hoạt động trong Hải quân Hoa Kỳ với tổng chiều dài là 1092 feet, tức là tương đương 333 mét và có thể tích choáng nước khoảng tầm 100.000 tấn. Với hàng trăm khoang kín nước và lớp vỏ thép cực dày, không có ngư lôi hoặc mìn thông thường nào có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho tàu sân bay Mỹ. Ngoài ra, tàu sân bay lớp Nimitz còn có thể di chuyển với vận tốc lên tới 35 dặm một giờ, khiến các tàu ngầm chạy chậm hơn rất khó phát hiện và theo dõi. Trong 30 phút sau khi bị đối phương phát hiện, phạm vi hoạt động của tàu sân bay được tăng lên 700 dặm vuông. Sau 90 phút, mở rộng đến 6.000 dặm vuông. Tàu sân bay Mỹ được bảo vệ một cách hoàn hảo. Hiện nay các tàu sân bay Mỹ được trang bị những hệ thống phòng thủ chủ động và thụ động nhằm đẩy lùi các mối đe dọa có thể xảy ra như tên lửa hành trình tầm thấp và tàu ngầm của đối phương. Tàu sân bay được trang bị hàng loạt cảm biến hiệu suất cao, tên lửa dẫn đường bằng radar và pháo Gatling 20mm với tốc độ bắn 50 viên một giây. Tàu có thể mang theo 60 máy bay gồm các máy bay trang bị radar cảnh báo sớm, phát hiện nhanh các mối đe dọa từ khoảng cách xa. Ngoài ra, trên bong tàu còn có trực thăng săn ngầm làm nhiệm vụ tấn công các tàu ngầm mục tiêu nổi. Tất cả cảm biến và vũ khí phòng thủ của tàu sân bay được kết hợp thông qua một trung tâm chỉ huy trên tàu, cho phép điều phối mọi hành động. Các tàu sân bay Mỹ có tuyến phòng thủ đáng gờm. Chúng không hoạt động độc lập, thường được triển khai theo đội hình nhóm tấn công tàu sân bay, gồm nhiều tàu chiến lược trang bị hệ thống chiến đấu Aegis. Aegis là hệ thống phòng thủ tên lửa và không gian hiện đại nhất thế giới, có khả năng đánh bại mọi mối đe dọa trên không, kể cả tên lửa đạn đạo. Aegis được dùng với các hệ thống phòng thủ khác trên tàu để đánh bại tàu ngầm, tàu nổi hoặc các loại ngư lôi hay mìn nổi và vô hiệu hóa hệ thống cảm biến dùng dẫn đường cho tên lửa tấn công của đối phương. Khi kết hợp với không đoàn trên tàu sân bay, đội tàu chiến hộ tống này có thể nhanh chóng loại bỏ các hệ thống dẫn đường tấn công của đối phương. Các cụm tàu sân bay Mỹ cũng thường được biên chế một hoặc nhiều tàu ngầm tấn công tàng hình để tiêu diệt các mối đe
đe dọa dưới lòng biển và trên mặt nước. Chiến thuật của Hải quân giúp tối đa hóa khả năng sống còn của tàu sân bay là nguyên nhân thứ tư khiến tàu sân bay Mỹ không dễ bị đánh chìm. Mặc dù tàu sân bay của Mỹ được bảo vệ bởi lá chắn phòng thủ nhiều tầng, nhưng khi đến gần đối phương tiềm năng cũng có thể gặp rủi ro. Do vậy, chiến thuật giúp tối đa hóa khả năng sống sót cho tàu sân bay được áp dụng để giảm rủi ro, đồng thời giúp tàu duy trì khả năng tung đòn tấn công theo kế hoạch. Chẳng hạn, một tàu sân bay thường không thể hoạt động được ở những khu vực có nhiều mìn, trừ khi nó được dọn sạch hoàn toàn. Điều này có nghĩa tàu sân bay của Mỹ chỉ ưa những vùng đại dương mở, chứ không thể hoạt động trong các vùng nước biển kín, nơi tàu chiến của đối phương có thể lẫn vào tàu bè thông thường. Trên biển rộng, tàu sân bay sẽ liên tục di chuyển để khiến đối phương khó phát hiện và theo dõi. Các công nghệ mới hiện đại cũng là một lý do giúp tàu sân bay Mỹ không bị tấn công. Để giảm mối đe dọa đối với tàu sân bay, Hải quân Mỹ đã đầu tư rất nhiều cho công nghệ phòng thủ và tấn công. Bước tiến quan trọng nhất trong những năm gần đây đối với cả Hải quân Mỹ là tích hợp mọi công nghệ hiện đại để hệ thống cảm biến và vũ khí đạt hiệu quả sử dụng tối đa. Một trong những dự án như vậy là hệ thống kiểm soát toàn diện hỏa lực và phòng không, giúp kết nối tất cả hệ thống chiến đấu có sẵn trong một màn hình phòng thủ phản ứng nhanh mà kẻ thù khó có thể thâm nhập vào hệ thống. Các tuyến phòng thủ giúp tàu sân bay Mỹ sống sót khiến không nhiều quốc gia có thể gây ra mối đe dọa thực sự đến các chiến hạm đắt giá nhất của Mỹ trừ khi sử dụng vũ khí hạt nhân. Với tầm hoạt động không giới hạn và sự linh hoạt nhờ chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu sân bay có thể giúp Mỹ bảo vệ lợi ích ở mọi nơi trên thế giới. Vì sử dụng năng lượng hạt nhân, các tàu sân bay này có thể hoạt động trong vòng 25 năm mà không cần nạp nhiên liệu và dự đoán có thời gian phục vụ trên 500 năm. Thưa quý vị, đó chính là một trong những nguyên nhân mở các nước trên thế giới, nước nào cũng muốn sở hữu con tàu sân bay của Mỹ. Tuy nhiên, trên thế giới hiện tại thì rất ít nước có những con tàu sân bay cỡ lớn như là của Hải quân Hoa Kỳ, và đó là một nguyên nhân chính mà phía Trung Quốc rất ghen tị khi một tàu sân bay cỡ lớn siêu hạng của Mỹ tới thăm một cảng biển lớn tại miền Trung của Việt Nam. Và đó chính là nguyên nhân lý do vì sao mà phía Trung Quốc lên kế hoạch đánh sập con tàu sân bay của Mỹ ở ngoài Biển Đông để trả thù chính quyền Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, con tàu sân bay của Mỹ không những không bị đánh sập mà còn đâm chìm con tàu do thám của phía Trung Quốc để cảnh báo. Chắc chắn Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng trong thời gian sắp tới. Biến lớn, Trung Quốc đau đớn khi Nga ra lệnh bắn chìm hai tàu chiến Bắc Kinh ở Biển Đông để bảo vệ Việt Nam. Thưa quý vị, xung đột dữ dội trên Biển Đông, bất ngờ Nga bắn chìm liên tiếp hai tàu chiến Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Nga, làm cho phía Bắc Kinh tức giận đùng đùng. Sau khi nổ súng vào tàu chiến thứ nhất, lực lượng bảo vệ bờ biển của Nga đã bắn liên tiếp chiếc tàu chiến thứ hai của phía Trung Quốc, bắt giữ tổng cộng 100 thủy thủ đoàn. Báo chí của Trung Quốc đã nóng mặt lên tiếng chỉ trích hành động của Nga là không thể nào chấp nhận được khi liên tiếp bắn chìm tàu của phía Trung Quốc. Theo các nhà quan sát cho biết, cả hai tàu chiến trên bị bắn vì lý do xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Nga. Tân Hoa Xã dẫn lời lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Vladivostok của Nga cho biết, Nga đã bắn chìm tàu chiến thứ hai của Trung Quốc chỉ cách 3 giờ đồng hồ sau khi tàu số 1 bị bắn hạ. Được biết, hai tàu chiến của phía Trung Quốc di chuyển từ đảo Hải Nam đi về vùng Viễn Đông của Nga để thám thính. Tuy nhiên, khi hai tàu chiến của phía Bắc Kinh đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nga thì bị lực lượng bảo vệ bờ biển Nga phóng tên lửa nhấn chìm. Trước đó, theo hãng tin Moscow của Nga đưa tin, lực lượng quân đội và hải quân Nga đã rất nhiều lần nổ súng cảnh báo hai tàu chiến của phía Trung Quốc khi xâm phạm vào vùng lãnh hải của Moscow. Theo hãng CNN cho biết, khi hai tàu chiến xâm phạm đến vùng lãnh hải Nga thì hải quân của Moscow đã yêu cầu hai tàu chiến của Trung Quốc dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, phía tàu của Trung Quốc đã phớt lờ cảnh báo và vẫn tiếp tục tăng tốc bỏ chạy, bất chấp yêu cầu dừng lại. Sau 5 giờ truy đuổi cấp tốc trên Biển Đông, tàu của Nga buộc phải nổ súng và phóng tên lửa bắn thẳng vào tàu của phía Trung Quốc nhưng không gây thương vong cho thủy thủ đoàn phía Trung Quốc, theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nga cho biết. Đây không phải là lần đầu tiên phía Nga thông báo cảnh báo tới tàu chiến của phía Trung Quốc, mà đây cũng không phải là lần đầu tiên mà hải quân của Nga cho nổ súng bắn tên lửa để răn đe phía tàu Trung Quốc. Hành vi xâm phạm vào vùng biển của Nga, lực lượng bảo vệ bờ biển của Nga cho biết đã rất nhiều lần tàu chiến của phía Trung Quốc xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Nga ở Biển Đông. Tuy nhiên, lần này rất căng thẳng khi phía Trung Quốc không nghe theo mệnh lệnh của hải quân của Nga, buộc phía Nga phải cho phóng tên lửa nhấn chìm hai tàu chiến nói trên. Theo tờ báo Hoàn Cầu của phía Trung Quốc đưa tin, Bắc Kinh
đã thừa nhận hai tàu của phía Trung Quốc đã di chuyển vào vùng đặc quyền kinh tế của Nga, nhưng phía Moscow đã cho nổ súng và phóng tên lửa bắn thẳng vào hai tàu của Trung Quốc là không thể nào chấp nhận được. Theo tờ báo Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, hành động của chính quyền Tổng thống Putin là đáng bị lên án. Hành động đó được cho là khơi mào cho một cuộc chiến tranh giữa Moscow và Bắc Kinh. Trung Quốc sẽ không bao giờ bỏ qua vụ việc này. Còn theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post, dẫn lời một quan chức của Bắc Kinh cho rằng Nga hành động quá nông vội và coi thường phía Trung Quốc. Hành động đó được cho là quá bạo lực. Tờ báo còn không quên nhắc lại vụ đụng độ nảy lửa năm 2018 tại vùng biển này. Khi đó, một tàu tuần tra của Nga đã đâm bẹp một tàu cá của phía Trung Quốc vào cuộc đụng độ căng thẳng ở Biển Đông xảy ra giữa Bắc Kinh và Moscow năm đó rất khốc liệt. Suýt chút nữa thì nó đã biến thành một cuộc chiến tranh trên Biển Đông giữa Trung Quốc và Nga. Dẫn lời một vị chỉ huy hải quân của quân đội Nga cho biết, các tàu của Trung Quốc liên tục xâm phạm vào vùng biển của chúng tôi. Gần đây nhất, Trung Quốc đã cho 5 tàu tuần duyên đi vào ranh giới nguy hiểm trên bờ biển của Nga và đã bị chúng tôi thông báo nhắc nhở. Nhưng lần này phía Trung Quốc lại tái diễn. Khi chúng tôi phát đi thông báo, cảnh báo thì phía tàu của Trung Quốc đã tỏ ý thách thức, buộc chúng tôi phải sử dụng biện pháp cứng rắn để trừng trị Bắc Kinh để không có lần tái diễn tiếp theo. Tờ báo của Nga còn cho biết thêm, trong thời gian gần đây, chính quyền của Tổng thống Nga ông Putin liên tục tăng cường cảnh giác cũng như theo dõi tất cả các hoạt động của phía Trung Quốc trên Biển Đông. Bởi vì Moscow cho rằng Bắc Kinh ngày càng trỗi dậy trong khu vực. Theo hãng CNN của Mỹ cho biết, chính quyền của Tổng thống Putin tuy xác định Trung Quốc là đối tác thương mại cũng như ngoại giao, nhưng Moscow cũng đồng thời xem đây là đối thủ tiềm tàng trong việc kiểm soát nguồn tài nguyên ở vùng Viễn Đông. Những năm gần đây, Nga phát triển mạnh mẽ về mặt quân sự lẫn kinh tế ở vùng Viễn Đông để gia tăng sức ép lên chính quyền ông Tập Cận Bình và để tăng cường sự hiện diện về mặt chính trị của Nga trên vùng Viễn Đông và thậm chí còn lập hẳn một bộ để trông coi khu vực này. Mục đích là để ngăn chặn sự bành trướng ngang ngược và trỗi dậy của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, trước tình hình căng thẳng trên Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua chưa có hồi kết mà nguyên nhân chính là do phía Trung Quốc gây ra, Nga đã quyết định vào cuộc bắt tay với cả Ấn Độ để trừng trị phía Trung Quốc. Lãnh đạo hai bên đã nhất trí thành lập một tuyến thông thương hàng hải mới, trong đó có đoạn đi xuyên qua Biển Đông. Động thái này được đánh giá là thách thức trực tiếp ảnh hưởng của phía Trung Quốc ở khu vực này và cũng theo tờ báo China Morning Post của Trung Quốc cho biết, trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế phương Đông đang diễn ra tại thành phố Moscow, phái đoàn của hai nước Nga-Ấn Độ đã ký biên bản ghi nhớ về thành lập một tuyến hàng hải mới trên Biển Đông, thách thức phía Trung Quốc. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ. Hai nước sẽ thành lập liên doanh phát triển và sản xuất vũ khí, khí tải hiện đại bậc nhất của thế giới cho quốc phòng, cũng như cải thiện hệ thống hỗ trợ hậu mãi cho hai nước để sắp tới hai nước lên kế hoạch trừng trị Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, không cho Trung Quốc độc chiếm Biển Đông và ngăn chặn những âm mưu thủ đoạn của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, theo các chuyên gia cho biết, tuyến hàng hải mới dự kiến sẽ kết nối thành phố Vladivostok của Nga với cả thành phố Mumbai của Ấn Độ và sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa hai nước so với tuyến hàng hải truyền thống dài hơn 16.000 km nối từ thành phố St. Petersburg và thủ đô Mumbai của Ấn Độ hiện đại. Và các chuyên gia còn cho biết thêm, đáng chú ý nhất là một đoạn trong tuyến hàng hải này cũng băng qua khu vực Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền. Đây là tín hiệu cho thấy mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Ấn Độ đã chạm tới một mốc quan trọng và việc hợp tác với cả New Delhi sẽ giúp và đối phó với ảnh hưởng của Bắc Kinh ở mức độ nào đó khi nước này đang tìm cách tăng cường sự ảnh hưởng của mình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thủ tướng của Ấn Độ, ông Modi, sau đó đã khẳng định tuyến hàng hải mới hoàn toàn phù hợp với chính sách hướng Đông mà New Delhi đang theo đuổi với mục tiêu phát triển hợp tác chính trị, kinh tế giữa khu vực và Đông Nam Á với cả Ấn Độ. Được biết, Ấn Độ hiện là một nền kinh tế lớn thứ 7 trên thế giới và là thứ 3 tại châu Á. Hơn 55% giao thương của nước này đi qua các tuyến hàng hải quan trọng eo biển Malacca, Biển Đông, do đó đã trở thành một mắt xích trọng yếu trong tham vọng thương mại của Ấn Độ. Lợi ích của Ấn Độ sẽ càng được đảm bảo nếu vị thế của Ấn Độ ở Biển Đông được củng cố trong bối cảnh các cường quốc khác cũng đang hoạt động mạnh mẽ tại đây. Thưa quý vị, trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Ấn Độ, ông Kumar đã tuyên bố nước này quan tâm đến hòa bình và ổn định ở khu vực Biển Đông vì vùng biển này là một phần lợi ích chung của toàn thế giới. Ấn Độ kiên quyết ủng hộ tự do hàng hải và hàng không, hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở
tại vùng biển quốc tế theo đúng luật pháp quốc tế, đặc biệt Công ước về Luật Biển năm 1982 và tuyên bố của Ấn Độ được đưa ra trong bối cảnh có rất nhiều tàu chiến của Trung Quốc đang án ngự ở ngoài Biển Đông. Tuyên bố được đưa ra cũng trong cùng thời điểm mà nước Nga vừa cho bắn hạ hai tàu chiến của Trung Quốc ở ngoài vùng biển của Moscow, và đây là vùng biển hoàn toàn thuộc chủ quyền và quyền tài phán của nước Nga. Vì thế, các tàu chiến của phía Trung Quốc xâm phạm và theo như quy định sẽ bị bắn bỏ nếu như không được sự cho phép của phía Moscow. Và chắc chắn trong thời gian tới, chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ chỉ trích lên án phía Nga đã bắn hạ hai tàu chiến của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Tin chấn động toàn nước Mỹ đêm hôm qua, bất ngờ Trung Quốc nổi cơn tanh bành khi liều lĩnh bắn hạ một máy bay F-35 của Mỹ ở Biển Đông, đẩy căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh lên mức độ báo động. Thưa quý vị, truyền thông của Trung Quốc cho biết, người đứng đầu chính phủ của Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình đang rất vui mừng khi hôm qua không quân của nước này đã cho bắn cháy một chiếc siêu tiêm kích F-35B của Mỹ ở eo biển Đài Loan, nơi tiếp giáp với cả Biển Đông. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc cho biết, một tuần trở lại đây, các quan chức trong chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon ngủ không yên khi liên tục bị các nước lớn như Italia, Tây Ban Nha, Triều Tiên và Mỹ liên tục cho tên lửa và bom không kích bất thình lình. Nhưng vào khoảng 22 giờ đêm qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã cho mổ trâu mổ lợn để ăn mừng vì đã bắn hạ được một chiếc máy bay siêu hạng F-35B của Mỹ và khiến nó bốc cháy dữ dội ở ngoài Biển Đông vì trúng một loạt các tên lửa của không quân Trung Quốc. Tờ báo Trung Quốc cho biết, trước sức ép kinh hoàng từ các nước phương Tây, Liên minh châu Âu và Mỹ, quân đội chính quyền ông Tập Cận Bình đêm hôm qua đã nổi cơn tam bành cho tàu sân bay Liêu Ninh cùng một đội tàu quân hùng mạnh của Hải quân nước này đã cho nã chính của tên lửa bắn rơi một chiếc máy bay hiện đại nhất của Mỹ để trả thù. Và cuộc trả đũa trên đã vô tình đẩy căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh lên mức độ cảnh báo. Thưa quý vị, truyền thông của Trung Quốc cho biết cuộc công kích đêm ngày hôm qua đã làm cho người đứng đầu chính phủ của Trung Quốc, Chủ tịch nước ông Tập Cận Bình hả hê và vui sướng. Ngay lập tức, ông Tập đã cho mổ trâu mổ lợn ăn mừng khi người đứng đầu của đất nước tỷ dân này cho rằng hôm qua chính quyền của ông đã có hai chiến thắng vang dội, làm cho các nước trên thế giới phải kính nể và làm cho Mỹ phải khiếp sợ. Trong một bài phát biểu mới nhất đêm ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã nói trước truyền thông Trung Quốc và truyền thông của thế giới rằng Bắc Kinh đang ăn mừng hai chiến thắng vang dội. Một là của quân đội của nước này đã bắn rơi một chiếc máy bay hiện đại nhất F-35 của không quân Mỹ ở ngoài Biển Đông, làm cho hải quân quân đội của Hoa Kỳ chạy tán loạn. Hai là Trung Quốc đã khống chế được dịch bệnh trên toàn bộ lãnh thổ của Trung Quốc sau gần 2 năm bị phong tỏa, thì bây giờ dịch bệnh đã bị phía Bắc Kinh khống chế. Ông Tập Cận Bình cho rằng đó là những chiến thắng vang dội mà Bắc Kinh làm được trong thời gian vừa qua, và sắp tới Trung Quốc sẽ vươn lên đứng ngôi vị trí số 1 trên thế giới thay cho Mỹ. Và lúc đó quyền sinh quyền ra sẽ thuộc về tay phía Trung Quốc. Các nước trên thế giới sẽ phải kính nể phía Bắc Kinh. Thưa quý vị, ngay sau khi bắn chiếc máy bay F-35 của không quân Hoa Kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đại diện là ông Cảnh Sảng, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình đã trực tiếp lên tiếng nói rằng yêu cầu Hoa Kỳ rút ngay toàn bộ tàu thuyền và máy bay ra khỏi eo biển Đài Loan, bởi vì eo biển này thuộc về phía Trung Quốc. Ông còn nhấn mạnh rằng, ngoài eo biển Đài Loan thì các vùng biển ngoài Biển Đông, ví dụ như 7 hòn đảo và con đường 9 đoạn mà Trung Quốc vạch ra ngoài Biển Đông đều thuộc về phía Bắc Kinh, yêu cầu hải quân không quân của Hoa Kỳ cũng như tàu thuyền của các nước tránh xa những vùng đặc quyền kinh tế và vùng lãnh hải của Trung Quốc nếu không sẽ bị bắn bỏ. Tiếp đó, người phát ngôn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa cũng đã lên tiếng chỉ trích các nước phương Tây như Italia, Tây Ban Nha, Anh, Pháp và đặc biệt là Mỹ trong thời gian vừa qua đã liên tục uy hiếp Bắc Kinh, và ông nói rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ để cho các nước phương Tây như Mỹ đe dọa đến an ninh chủ quyền, đến vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, và bất kỳ một ai, bất kỳ một nước nào mà dám xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc đều bị xóa sổ và đều bị san phẳng. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên tục gia tăng trong những ngày vừa qua. Chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden cũng đang trong tình trạng mất ăn, mất ngủ khi cùng một lúc ông phải nghe hai tin được cho là sét đánh. Đó là tình hình ngoài Biển Đông, một chiếc máy bay hiện đại nhất của không quân Hoa Kỳ đã bị phía Trung Quốc điên cuồng cho bắn hạ. Tin thứ hai làm cho ông Biden đang rất đau đầu, đó là việc con virus Trung Quốc đang hoành hành tại nước Mỹ. Và ngay sau đó thì quân đội Mỹ trông chuẩn bị các kịch bản xấu nhất.
Có một điều không thể bàn cãi là cả Mỹ và Trung Quốc đều đang ra sức củng cố lực lượng chuẩn bị các kịch bản xấu nhất, dù nhiều người vẫn không tin chiến tranh Mỹ-Trung có thể xảy ra. Truyền thông Trung Quốc hôm qua đã phản pháo mạnh mẽ sau khi cảnh báo của Đô đốc Mỹ Philip Davidson và tiếp tục chỉ trích Washington mới là người gây hấn trước. Ông Davidson trước đó cho rằng Bắc Kinh sẽ có các động thái đe dọa nhiều nước trong khu vực lẫn toàn cầu nếu Washington không có những biện pháp răn đe quy ước phù hợp. Việc nước nào gây hấn, nước nào giữ ổn định là vấn đề thuộc về góc nhìn nên sẽ dẫn tới những tranh cãi không hồi kết. Song có một điều không thể bàn cãi là cả Mỹ và Trung Quốc đều đang ra sức củng cố lực lượng chuẩn bị các kịch bản xấu nhất. Trung Quốc muốn mạnh để không bị Mỹ đè. Truyền thông nhà nước và các quan chức Trung Quốc luôn có cùng một bài khi nói về sự phát triển nhanh chóng của quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA. Đây là vì mục đích phòng thủ và cũng nhằm đáp trả lại các động thái quân sự dồn dập của Mỹ tại khu vực. Một quân đội Trung Quốc hùng mạnh có khả năng ngăn chặn các can thiệp quân sự từ bên ngoài không chỉ là lá chắn cho Trung Quốc mà còn là một người giữ ổn định cho hòa bình khu vực. Thời báo Hoàn Cầu của chính quyền Bắc Kinh nhấn mạnh trong bài xã luận đáp trả Đô đốc Davidson ngày 11 tháng 8. Lu Xiang, một chuyên gia về Mỹ được tờ này trích dẫn, cho rằng quân đội Trung Quốc ngày càng mạnh và vẫn kiên định phát triển hòa bình vì khả năng xung đột với Mỹ tại khu vực sẽ càng thấp. Nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cũng theo quan điểm răn đe chiến lược bằng quân sự hay bất cập ở Mỹ. Trung Quốc không che giấu mục tiêu biến PLA thành một quân đội đẳng cấp thế giới. Hồi tháng 7 vừa rồi, PLA tuyên bố sẽ xây dựng một hệ thống huấn luyện kiểu mới giúp cải thiện việc huấn luyện quân sự về mọi mặt, tăng cường khả năng chiến thắng trong các cuộc chiến tranh. Bắc Kinh đã tăng 6,8% chi tiêu cho quốc phòng trong năm 2021, hướng tới việc sở hữu một loạt hệ thống vũ khí mới để bắt kịp Mỹ trong vòng 5 năm tới. Đầu tiên là lực lượng hàng không mẫu hạm. Trung Quốc hiện đang đóng tàu sân bay thứ 3, được cho là sẽ lớn hơn nhiều so với 2 chiếc trước của nước này và trang bị các máy phóng điện tử. Các nhà phân tích dự đoán nó có thể ra mắt trong 1 hoặc 2 năm nữa và đi vào hoạt động vào năm 2025. Máy bay ném bom tàng hình tầm xa H-20 cũng được trông chờ hoàn tất trong 5 năm tới, giúp Trung Quốc sở hữu chiếc đinh Barande hạt nhân hoàn chỉnh như Mỹ. Theo Thời báo Hoàn Cầu, những bổ sung khác cho kho vũ khí của PLA có thể bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ tiếp theo, siêu pháo điện tử gắn trên tàu chiến, tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân TIE-095 và tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo TIE-096. Song Yongping, một nhà bình luận quân sự Trung Quốc cho rằng PLA sẽ tiến tới tinh gọn lực lượng và hiện đại hóa khí tài bởi tránh thương vong sẽ trở thành tiêu chuẩn cho chiến tranh trong tương lai. Điều đó đồng nghĩa việc phát triển các loại vũ khí không người lái có thể nằm trong các mục tiêu của PLA trong 5 năm tới. Mỹ trên đà suy thoái. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ hồi tháng 2 đã thừa nhận PLA sẽ lấn lướt quân đội Mỹ tại khu vực trong tương lai gần. Nếu kế hoạch của Trung Quốc đúng tiến độ, tiềm lực tàu sân bay của Bắc Kinh vào năm 2025 sẽ gấp 3 lần Washington tại phía tây đường chuyển ngày quốc tế. Trên cơ sở đó, Indopacom đề xuất tăng thêm hơn 7 tỷ đô la Mỹ cho sáng kiến răn đe Thái Bình Dương, nâng tổng số tiền cho ý tưởng ngăn chặn Trung Quốc lên tới 27 tỷ đô la Mỹ trong vòng 6 năm tới. Cảnh báo của Indopacom có phần đúng nhưng chưa trúng khi loại bỏ các căn cứ lớn của Mỹ ở Hawaii, khiến nhiều người hiểu lầm quân đội Mỹ đang dần đối sức trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Mặc dù vậy, thực tế là ngày càng nhiều tướng lĩnh Mỹ tỏ ra bi quan trước viễn cảnh đối đầu với PLA. Chúng ta không chỉ thua mà còn là thua nhanh nếu không điều chỉnh hướng đi. Trung tướng không quân Mỹ Clinton Hinault nhớ lại lời của một sĩ quan sau một cuộc mô phỏng chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc năm 2018. Trong nhiều năm qua, Lầu Năm Góc đã tiến hành nhiều vụ mô phỏng đụng độ với PLA, bao gồm một vụ tuyệt mật vào mùa thu năm 2020. Chi tiết về cuộc chiến mô phỏng này chỉ mới được hé lộ ngày hôm qua. Theo Yahoo News, nội dung mô phỏng là một cuộc xung đột kéo dài hơn 10 năm, bắt đầu bằng một cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học của Trung Quốc, khiến căn cứ và tàu chiến của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bị ảnh hưởng. Một cuộc tập trận quân sự lớn sau đó được Trung Quốc sử dụng làm vỏ bọc cho việc triển khai lực lượng xâm lược. Quá trình mô phỏng lên đến đỉnh điểm với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Trung Quốc nhằm vào các căn cứ và tàu chiến của Mỹ trong khu vực, cũng như một cuộc tấn công bằng đường không và đổ bộ chớp nhoáng vào đảo Đài Loan. Theo tướng Hinault, trong khi nhiều người vẫn không tin chiến tranh Mỹ-Trung có thể xảy ra, thật khó để khiến họ tin rằng quân đội Mỹ sẽ thua trận. Đó là lý do cần tiến hành các vụ mô phỏng.
Chúng cho ta biết những thứ không khả thi và hiện tại có thể trở thành hiện thực như thế nào. Nhưng ở mặt khác, những cuộc mô phỏng đó cũng chỉ ta cách khắc phục điểm yếu. Bất chấp những lời cảnh báo sau các vụ mô phỏng, Lầu Năm Góc vẫn chậm chạp trong việc điều chỉnh các kế hoạch chi tiêu dài hạn hoặc đầu tư vào các năng lực quân sự cần thiết để bảo vệ Đài Loan hoặc Biển Đông. Theo cây bút lão luyện về an ninh quốc phòng James Kinfrail, theo các chuyên gia, nếu không muốn thua cuộc trước PLA, Lầu Năm Góc cần những quyết định táo bạo chưa từng có. Ví dụ gần đây, Thủy quân lục chiến Mỹ đã quyết định nói không với xe tăng và thiết giáp hạng nặng vào năm 2030 để đầu tư vào tên lửa chống hạm và các khí tài tấn công cơ động có khả năng sống sót cao để tối đa hóa khả năng chiến thắng trong cuộc chiến với Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là liệu Lầu Năm Góc có dám táo bạo với các lực lượng khác hay không? Chẳng hạn Hải quân Mỹ có từ bỏ tàu tuần dương hay tàu khu trục để thay thế bằng những chiến hạm nhẹ hơn, đa năng hơn và có thể chiến đấu hiệu quả gần bờ hay không? Câu trả lời có thể sẽ sớm có trong vòng một năm tới sau khi nhóm đặc nhiệm Trung Quốc do Lầu Năm Góc dẫn đầu hoàn tất việc nghiên cứu đối thủ và đưa ra các khuyến nghị cho chính phủ Mỹ. Đụng độ dữ dội, Hải quân Anh, Pháp phóng tên lửa nhấn chìm 20 tàu Trung Quốc ở Biển Đông để bảo vệ Việt Nam. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Anh có tên là Reuters, dẫn lời một vị tướng trong quân đội của Hoàng gia Anh cho biết tình hình Biển Đông hết sức căng thẳng khi Trung Quốc liên tục điều hàng trăm tàu chiến mang vũ khí hạng nặng lao ra Biển Đông để thị uy sức mạnh dương oai vào các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, để thách thức cả thế giới. Ngay lập tức, Liên minh Hải quân Anh, Pháp đã điều tàu cỡ lớn mang theo rất nhiều tên lửa đã bất ngờ phóng hỏa thiêu trụi và nhấn chìm 20 tàu chiến của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post của Trung Quốc, dẫn lời một vị tướng lĩnh trong quân đội của Trung Quốc cho biết nguyên nhân chính gây ra tình hình căng thẳng trên Biển Đông là do chính quyền Tổng thống Joe Biden của Mỹ khi trong 7 tháng đầu năm 2021, Hoa Kỳ đã điều không biết bao nhiêu tàu chiến các loại mang theo vũ khí, khí tài hiện đại bậc nhất của thế giới để tiến vào Biển Đông hăm dọa Trung Quốc. Đại diện người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Cảnh Sảng và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ông Nguyễn Phượng Hòa đã rất nhiều lần lên tiếng chỉ trích chính quyền của ông Joe Biden khi cho rằng quân đội và hải quân của Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế cũng như luật pháp của Trung Quốc, vi phạm Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc khi ngang nhiên điều tàu chiến xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Các quan chức của Trung Quốc cho rằng nguyên nhân gây ra sự căng thẳng trên hoàn toàn là do phía Hoa Kỳ và phía Mỹ đã làm cho tình hình quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi. Nhận thấy tình hình bất ổn và cấp bách khi Mỹ liên tục đe dọa phá nát 7 hòn đảo mà phía Trung Quốc đã mất gần 10 năm xây dựng và bồi đắp ở ngoài Biển Đông, Hải quân của Trung Quốc đã điều 100 tàu chiến mang vũ khí hạng nặng và máy bay ném bom cùng 50 tàu cảnh sát biển ra Biển Đông để ngăn chặn Hải quân hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Tuy nhiên, các đồng minh của Mỹ gồm Anh, Pháp đã ra tay giúp sức Hoa Kỳ, phóng tên lửa làm chìm 20 tàu chiến của phía Trung Quốc là một điều không thể chấp nhận được. Và Trung Quốc đang lên kế hoạch bảo thủ Hải quân Anh, Pháp cũng như là bảo thủ Hải quân Mỹ. Bắc Kinh sẽ không bao giờ chịu khuất phục và cũng không bao giờ bỏ qua vụ việc này. Thưa quý vị, một vị đô đốc chỉ huy Hải quân của Hoàng gia Anh cho biết chúng tôi, theo đại diện cho Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan nhận thấy Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua liên tục xảy ra những cuộc đụng độ nguy hiểm mà nguyên nhân chính đó là do phía Trung Quốc gây ra. Đó là do chính quyền ông Tập Cận Bình muốn thôn tính Biển Đông, muốn biến Biển Đông thành ao nhà của Bắc Kinh, cho nên họ đã dẫm đạp lên luật pháp quốc tế, không tôn trọng phán quyết của Tòa trọng tài thường trực của Liên Hợp Quốc cũng như các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc không tôn trọng lãnh thổ của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Trong suốt thời gian dài vừa qua, phía Trung Quốc đã cho rất nhiều tàu chiến cũng như giàn khoan đến xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của các nước ASEAN. Trung Quốc tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm. Nước nào đụng vào là dùng vũ lực bắn bỏ, và Trung Quốc còn gây ra vô số tội bị cả cộng đồng quốc tế lên án một cách kịch liệt trong suốt thời gian dài vừa qua. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn phớt lờ, vẫn bỏ ngoài tai và vẫn dùng sức mạnh quân sự để dương oai thị uy, hòng uy hiếp chiếm được Biển Đông chúng tôi. Hải quân Anh, Pháp đại diện cho Liên minh châu Âu và đồng minh thân cận của Hoa Kỳ tuyên bố đã có mặt tại Biển Đông để trừng trị Trung Quốc. Chúng tôi quyết ngăn chặn sự bành trướng ngang ngược của chính quyền ông Tập Cận Bình. Chúng tôi sẽ bảo vệ Việt Nam, bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á, bảo vệ Biển Đông và bảo vệ tuyến hàng hải bậc nhất của thế giới. Đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm của Liên minh châu Âu, và chúng tôi nhất định sẽ dập tắt tham vọng chiếm Biển Đông của chính quyền ông Tập Cận Bình. Chúng tôi sẽ bảo vệ Biển Đông để cùng Liên minh Anh, Pháp. Còn nhấn mạnh việc chúng tôi phóng tên lửa nhấn chìm 20 tàu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông chỉ là để cảnh báo
Còn nếu trong thời gian tiếp theo phía Trung Quốc còn ngang ngược ngông cuồng cũng như mang tàu chiến giàn khoan ra để bắt nạt các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như là lấn chiếm Biển Đông và cho xây dựng các đảo nhân tạo phi pháp ở ngoài Biển Đông, chúng tôi sẽ nhất quyết phóng hỏa thiêu trụi toàn bộ các đảo nhân tạo của phía Trung Quốc cũng như các tàu chiến của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông để trở lại bình yên cho Biển Đông như vốn đã được từng có. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc chính là nguyên nhân khiến châu Âu phải tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông. Liên minh châu Âu quyết tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông và khu vực châu Á-Thái Bình Dương là để răn đe phía Trung Quốc. Theo các nhà phân tích cho biết, nhiều quốc gia lớn ở châu Âu đang tìm cách nâng cao vị thế của họ ở châu Á-Thái Bình Dương khi triển khai các hoạt động tự do hàng hải cũng như nhiều lần lên tiếng về căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Cho đến một vài năm trước đây, các nước châu Âu vẫn chỉ có sự ưu tiên thấp cho các vấn đề an ninh ở khu vực Biển Đông, Thái Bình Dương. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, tính cấp thiết và cấp bách đã gia tăng và sự hiện diện của Liên minh châu Âu ở Biển Đông là một điều đáng khích lệ. Việc điều các tàu chiến tới Biển Đông có thể cung cấp cho các chính phủ châu Âu nhiều đòn bẩy hơn trong việc đối phó với cả Trung Quốc. Thưa quý vị, theo hãng Reuters cho biết, vào đầu tuần trước, Liên minh châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức, Hà Lan đã ra tuyên bố chung và ra một thông báo phản đối những hành động ngông cuồng và ngang ngược vô lý của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông và cho rằng phía Trung Quốc là nguyên nhân chính gây ra sự bất an và căng thẳng trong khu vực. Liên minh châu Âu đã chỉ trích chính quyền ông Tập Cận Bình khi tuyên bố phần lớn diện tích trên Biển Đông là của Trung Quốc. Khi đại diện Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, ông cảnh sảng tay chân của ông Tập Cận Bình đã lên tiếng phát biểu rằng tất cả các hòn đảo lớn bé to nhỏ trên Biển Đông đều là của Trung Quốc. Lịch sử đã chứng minh điều đó và Liên minh châu Âu còn bác bỏ đường lưỡi bò của phía Trung Quốc khi cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đã bịa ra con đường lưỡi bò này và cho tự vẽ ra cũng như tự thừa nhận con đường lưỡi bò. Con đường lưỡi bò, nếu mà các bạn check trên Google thì nó cho ra hơn 10 triệu kết quả tìm kiếm và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng có đường lưỡi bò, có viền đỏ đó, nó liếm trọn gần 90% diện tích của Biển Đông. Các nhà quan sát cho biết, Anh cũng muốn khẳng định quyền tự do hàng hải tại vùng biển quốc tế và cùng với các đồng minh như Mỹ, Úc đã thẳng thắn bảo vệ các hành động chống lại. Một bên là Trung Quốc ngày càng hiếu chiến. Được biết mới đây, Hải quân Hoàng gia Anh đã điều con tàu chiến cỡ lớn hiện đại bậc nhất của thế giới có tên là HMS Queen Elizabeth tiến vào khu vực Biển Đông để răn đe phía Trung Quốc và đã có sự đụng độ giữa tàu chiến của Trung Quốc với con tàu HMS Queen Elizabeth của Hoàng gia Anh. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, giữa lúc tình hình Biển Đông đang hết sức căng thẳng thì có sự xuất hiện của các nước lớn châu Âu như Anh, Pháp, Đức là một điều cực kỳ tuyệt vời cho khu vực Đông Nam Á. Bởi vì khi có sự xuất hiện của Liên minh châu Âu ở châu Á, Thái Bình Dương thì phía Trung Quốc sẽ rất dè chừng và không bao giờ dám manh động. Bởi vì các nước châu Âu là những nước lớn và mạnh về kinh tế cũng như về quân sự. Việc đưa các tàu chiến xuất hiện dày đặc và liên tục ở Biển Đông của Liên minh châu Âu đã khiến cho phía Trung Quốc phải run sợ và phía Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo cũng như là phản đối việc các nước lớn như Anh, Pháp, Đức có mặt tại Biển Đông. Liên minh châu Âu cũng kêu gọi các nước liên quan đến tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông có các bước đi và biện pháp làm giảm căng thẳng, góp phần vào việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định cũng như an toàn trong khu vực. Thưa quý vị, có một tin rất hay và một tin rất mới, đó là tờ báo nổi tiếng của Mỹ có tên là New York Times cho biết sắp tới Mỹ và Liên minh châu Âu sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung quy mô lớn từ trước tới nay ở Biển Đông để răn đe phía Trung Quốc cũng như là để gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động bành trướng, ngang ngược vô lý ngoài Biển Đông đi, nếu không Mỹ và Liên minh châu Âu sẽ kết hợp đánh tan Trung Quốc. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nhận xét thì trong thời gian tới Biển Đông sẽ còn rất căng thẳng bởi vì chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn nuôi tham vọng độc chiếm Biển Đông và muốn chiếm trọn Biển Đông trước khi thành bá chủ của thế giới. Đó là ý nguyện của ông Tập Cận Bình, người đứng đầu phía Trung Quốc. Mặt khác, trong thời gian vừa qua, Biển Đông xuất hiện liên tục và dày đặc của các tàu chiến các nước lớn trên thế giới như Mỹ và Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức cũng như của Nga, của Nhật Bản, Ấn Độ và Australia. Vì thế, tình hình Biển Đông chắc chắn là sẽ còn rất dậy sóng.